Hello, xin chào anh em. Thì ngày hôm nay em sẽ lên để giới thiệu đến cho anh em một lô cần nha anh em nhé. Thì ở đây có bao gồm cần tay, cần ISO con nhỏ, cần nua. Thì anh em có thể liên hệ mua hàng ở số điện thoại 0945629282 hoặc cùng mã số kèm số điện thoại bên dưới phần bình luận. Em sẽ liên hệ ngay với cả này anh em. Anh em lưu ý giá báo trên video là chưa bao gồm ship. Thì ship toàn quốc sẽ là từ 30-40.000 trên một đơn, tùy vào size gần em không bao ship. Đầu tiên thì ở đây thì em mới về một lô cái phao chân để cho anh em đánh ISO như thế này nhá. Ở đây thì nó rơi vào tầm cỡ khoảng 200 quả. Nó có những số như sau: size 0.8, 0.8 thì chỉ chịu mắc chì số 3. 1 cũng thế, mắc chì số 3. 1.5. Đấy, 1.5. 2, 2.5 và 3. 3 là to nhất anh em nhá. 3 là nó chịu tải chì tầm khoảng số 6. Đấy. Những cái phao ISO như thế này thì chuyên dành để cho anh em câu cả hánh anh em nhé. Cả hánh, cá cháp, cá dìa, cá giò. Đấy. Này. Đây là số 3 này, đây là 1.5 này, 2.5 này, đây, 2.5. Một cái gói này là 50 quả. Số 1, số 0.8. Thì ở đây tất cả những cái loại phao này đều đồng giá là 25.000 trên một quả nhé anh em nhé. Anh em lấy 10 quả trở lên sẽ là 23.000. 20 quả sẽ là 20.000. Đấy. Số lượng càng nhiều thì giá càng rẻ anh em nhé. Thì em làm số lượng mà. Những cái loại này thì em sẽ làm số lượng. Là cái này là của Trung Quốc nha anh em nhé, chứ không phải là của Nhật. Cái này của Trung Quốc em là phải nói rõ luôn. Cái này là của Trung Quốc sản xuất. Chất liệu nhựa ABS. Bản thân những cái loại chì này thì loại pha này thì nó sẽ nặng từ 15 cho đến 20g nha anh em nhé. Trên một quả như thế này, không cần chì nữa anh em. Khi mà anh em buộc thẻo một cái thẻo sợi xẻo dài tầm khoảng 1m thì anh em chỉ kẹp một viên chì tầm có khoảng từ 0.8 cho đến số 6 nhá, ở dưới thẻo thôi. Đấy, là ok. Đấy, anh em cần thì có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Theo số điện thoại Zalo 0945629282. Đầu tiên ở đây em có một cây cần nội địa nha anh em nhé, một cái cần tay. Cái cần này thì em có check ra rồi, nhưng mà cái này thì không thể đưa hình ảnh như thế này được, YouTube nó bắt lỗi. Đấy. Này thì là một cái cần nội địa. Thì anh em cần thì có thể liên hệ Zalo cho em sẽ check thông tin cho anh em. Đấy, cây này thì nó có chiều dài là 6.1m. Cái đầu cần này anh em nhé, cái đầu cần này này, đấy nó còn duy nguyên này, nhưng mà do là nó sau thời gian ấy nó đã bị hỏng rồi, thì lúc nào em ship đi thì em sẽ làm lại cái đầu cần này cho anh em nhé. Cái này thì em chưa lau chùi gì cả, về như thế nào thì em bán như thế thôi, nên là có thể nó nhìn nó sẽ không được đẹp mắt, nhưng mà lau đi thì nó sẽ rất là ok nha anh em nhé. Đó, cái này thì 6.1m này, đấy, nó có xước, ngoại hình thì nói chung là cần Nhật này, này nó loại cần giá rẻ thôi. Cái cần này thì nó sẽ có chiều dài tầm có khoảng chiều độ cứng tầm có khoảng 3H nha anh em nhé, 3H đến 3.5H, dài 6.1m. Đó. Này, đây là phần đuôi của nó. Thì cây này này nó có trọng lượng là 200g. Khá nhẹ so với cây 6.3 anh em nhé. Gốc 20, ngọn 1mm. Cây cần này có mã số 1 anh em nhé. 1 thì em bán cho anh em cây cần này với cá là 600.000. Tiếp theo, mã số 2. Đây cũng một cây cần như thế, sản xuất tại Nhật Bản luôn này. Đây, anh em xem nhé. Đây, xem này. Cái chữ này, sản xuất tại Nhật này. Đây này, cái chữ này. Đấy, sản xuất tại Nhật luôn. Cây kia thì nó mờ rồi, nhưng mà cây cần này thì nó còn tem này. Đấy, tem nó còn hiển thị luôn. Cây cần này thì nó có chiều dài là 5.2m. Nó cũng cùng một bộ ở cây kia luôn anh em nhé. Hai cây, một cây 6.1m, một cây 5.2m. Chưa nào chùi gì nha anh em nhé. Xước như thế này, máy in Japan luôn nhé anh em nhé. Bao cho anh em check hàng luôn, bao check cho anh em luôn. Thì cái cần này thì nó cũng có độ cứng tầm có khoảng 3.5H là mắc nhé anh em nhé. Đấy, 3.5H. Cái cần này thì nó có trọng lượng là 160g. Được gốc là phi 17.2,
ngọn cũng là 1mm luôn. Cây cần này mã số 2, mã số 2 cũng là 600.000 luôn nhé anh em nhé. 2600. Tiếp theo ở đây thì em có một cây cần China xuất duyệt nha anh em nhé. Cây cần này thì nó có chiều dài 4,5m và còn cũng khá là đẹp. Đấy, made in China này, mã code các thứ đàng hoàng hết anh em nhé. Nóng là nó rất là nhỏ, này nóng thì tầm có khoảng 16-17 thôi. Cây này thì nó cứng lắm anh em nhé, nó rơi vào tầm có khoảng 4H, 4-4.5H. Còn đẹp lắm. Vì những đồ hiện tại bây giờ thì đồ Nhật sản xuất thì ít lắm nha anh em nhé. Đa phần ở những cái nước khác xuất sang thôi. Đấy, còn đẹp. Dài 4,5m. Katsugari. Trọng lượng của cây cần này là 130g. Gốc phi 16. Ngọn 1.4mm. Thì cái này có mã số 3, 3 cũng là 600.000 luôn anh em nhé. 3, 600. Trời ơi, trẻ. Tiếp theo ở đây thì em có một bộ hai cây. Đấy, của Tubu cũng là nội địa luôn. Đấy, một bộ hai cây anh em nhé. Một cây dài 5m4, một cây dài 4m5. Đấy. Bắt đầu lên cây 4m5 trước nha anh em nhé. Rưỡi. Này thì nó cứng 3H anh em nhé. Ngọn nó bé bé như thế này thôi. Dành để cho anh em câu giếc vì đang là một giếc rồi. Dài 4,5m. Đấy. Đó. 3H nha anh em nhé. Chuyên giếc chép. Dài 4,5m. Cái chữ thì nó hơi mờ mờ nhưng vẫn nhìn rõ này, Tubu. Đó, 4,5m, cứng đều. 3H. Cứ mấy cây cần Nhật sản xuất thì nó này. Trong lượng cây cần này chỉ 100g. Gốc 13. Ngọn 0.8mm, cây này mã số 4. 600 luôn. Năm thì ở đây em có cũng là một cây cần Tubu tiếp nha anh em nhé. Nó cũng là một cây cứng đều dài 5m4, cũng là 3H. Cái này thì nó cũng bị mất cái đầu ano của nó ấy, cái đầu dây của nó ấy. Này, cái này anh em nhìn con bằng tịt nguyên này. Em đã tháo ra rồi và nát thì em sẽ dán lại cho anh em nhé. Đấy, nát em sẽ dán lại. Dài 5m4. Cây này thì nó cũng có độ cứng là 3H nha anh em nhé. Chuyên đánh giết chép. Chuyên này anh em đánh giết chép 3H. Tubu 5m4. Trong lượng là 140g. Gốc phi 15. Ngọn 0.7mm. Cũng 600.000 luôn nha anh em nhé. Mã số 5. Đấy, tiếp theo đây thì em có một cây cần là thuộc dạng hàng hiếm có khó tìm anh em nhé. Cây này là một cây đai hoa thiên gì nhỉ? À, chờ em tí, thiên chờ em tí để em check cho. Thì như là thiên nguyệt thì là thiên gì đó. Thiên Kiều anh em nhé.
dài 3,9 m này, có mộc đóng đàng hoàng anh em nhé, cái gốc của nó đẹp lắm. Đấy, cây này thì nó ít xước thôi anh em nhé, nhìn trông như thế em chưa nấu chủ nhưng như thế rồi. Khi nào mà anh em mua ấy thì cây cần này, cây cần vượt cứng 4H anh em nhé. Này, Ano 3 xoay 360 còn nguyên. Thiên Kiều. Đấy. Này còn đẹp anh em nhé. Có điều là nó bẩn, chưa nấu chủ gì thôi. Đấy. Thiên Kiều. 4H anh em nhé. 4H. Trong lượng của cái gần này là 100 g, gốc phi 13, ngọn 1.1 mm, mã số 6, $1.200.000. Mã 7. 7 thì ở đây em có là một cây cần của hãng Nissin anh em nhé. Cây cần này thì là có chiều dài là 6,1. Đấy, 6,1 m Nissin. Đấy, em các thứ đoàn hoàng hết anh em nhé. Nissin. Xịt anh em nhé. Đó, xịt. Cây này thì nó cứng cỡ tầm có khoảng 4H. Đi xin thì không cần phải giới thiệu nhiều rồi. Cây này thì chuyên đánh chép. Cây này nó trọng lượng là 220 g. Đường gốc là phi 19,3. Ngọn 0.8 mm. Cây này mã số 7, 800.000. Tiếp theo thì ở đây em có là một cây cần của hãng Olympic nha anh em nhé. Đấy, cây cần này thì là một cây cần tay nó ngắn, dài 3,9 m, chuyên cho anh em đánh giếc. Cây cần này nó còn nguyên cả túi nha anh em nhé. Đấy, tay nắm như thế này, còn khá đẹp, nắp chụp còn luôn. Mét chuyên đánh giếc, đánh chép, đánh cá suối cho anh em. Cái cần này bên nóng trong còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Này thì nó cứng tầm có khoảng 3 đến 3.5 h anh em nhé, 3 đến 3.5 h. đấy, 39. Cái túi của nó là một cái túi da rất là đẹp, cái túi da luôn, túi bằng da luôn anh em nhé, túi zin của nó là bằng da luôn. Đấy, thì thân số cái này như sau. Cái gần này có đường kính gốc là phi 13, trọng lượng là 100 g, đường kính ngọn là 0.6 mm. Cây cần này có mã số 8, 1.000.000. Nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, những cái nóng này là cái vảy cá nha anh em nhé. Đấy, vảy cá người Nhật họ câu còn dính ở trên cần này. Tiếp theo mã số 9. 9 thì em cũng có một cây cần y xì như thế luôn anh em nhé. Anh em nhìn phôi bên trong của nó này, anh em nhìn phôi chưa. Cây cần này thì ra cần thì nó chỉ mềm ở nóng thứ ngọn và nóng thứ hai thôi anh em nhé, nóng ngọn và nóng thứ hai, còn tất cả những cái nóng còn lại thì nó thẳng luôn. Đấy, được sản xuất tại Nhật Bản luôn nhé. Dài 6,3 m, nóng ngắn. Dài thu gọn của nó là 50-60 cm, nặng 280 g. Cây cần này thì cũng chuyên chép luôn anh em nhé. Đấy, còn nguyên cả bu 360 độ này. Đấy, còn nguyên cả bu luôn.
cần, cái cần này rất là thích nha anh em nhé. Nó chỉ mềm mỗi tí ngọn thôi, còn nó thẳng thân. Nhưng mà mỗi tội thì nó hơi xấu, bán rẻ luôn cho anh em. Này anh em về câu sặc, sặc đúng bài luôn. Đó, cái cần này thì nó có trọng lượng là 260g, gốc 26, ngọn 0.7mm, mã số 9. $700. Mã 10. 10 ở đây em có là một cây cần của hãng Tucker & Joy nha anh em nhé. Đấy, Tucker & Joy nội địa Nhật luôn. À, cây cần này thì này, còn nó có chữ này. Chữ này. Dài 4,5 m, hai chế độ câu nha anh em nhé. 4m và 4,5m. Mà nguyên zin cả bu ve 360 độ luôn. Đây, nguyên zin cả bu luôn nhé. Mà cái cần này cũng còn đẹp lắm. Này thì rút ra cần thẳng nha anh em nhé. Này chuyên dành để cho anh em mấy câu, anh em câu suối trên Sơn La, Mộc Châu, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái này. Đó. Rút ra thẳng lắm nha anh em nhé. Dài 4,5m, nóng ngắn. Trong lượng của cái cần này chỉ có 100g tròn, gốc phi 17, ngọn 0.7mm, mã 10, 700.000. Tiếp theo mã 11. Một thì ở đây em có một cây cần dài 3m anh em nhé, cứng đều 3H của hãng SZM. Gần xoắn nha anh em nhé. Này dành cho anh em câu giếc, câu rói. Ra cần rất là thẳng luôn, dài 3m, cứng đều, là cần thẳng tung 3m này nhá. Nhưng mà về ngoại hình thì con này còn đẹp đấy. Trọng lượng chỉ có 60g, gốc phi 17, ngọn 0.7mm, mã số 11. Lấy anh em 500.000 nhá. Tiếp theo thì ở đây thì em có một cây cần cũng tay dài 5m4. Cây cần này thì nó có tem như thế này mà cũng còn khá là mới nhá. Nhưng mà cây cần này thì nó mềm lắm, nó chỉ rơi vào tầm cỡ khoảng 2-2.5H thôi, dành để cho anh em câu giếc thôi, câu giếc, câu có suối thôi. Carbon nó xoắn như thế này nha anh em nhé. Đúng rồi, cây này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 2.5H thôi anh em nhé, 2-2.5H. Và còn cây cần này còn khá là đẹp. Nói chung là cần về em không đâu chùi gì đâu, có như thế nào thì em bán như thế anh em, rồi anh em về tự vệ sinh spa. Cây cần này thì nó có gốc là 20, ngọn 0.6, nặng 130. Đấy, 500.000 luôn anh em nhé. Mã 12. Tiếp theo, hết cần tay anh em nhé. Bây giờ bắt đầu sang cần ISO. Ở đây em có một cây cần của hãng Daiwa, Daiwa Carbon Whisker được cứng số 2, dài 5m4. Cây cần này thì nó có những cái vết lạn keo anh em nhé. Cái này là vết phủ keo này, nó có những cái lạn keo ở đây rồi. Và em chả buồn làm lại, kệ. Này, nó được trang bị một dàn khoen full xích. Đấy, dàn khoen full xích. Phôi thì còn đẹp nhé anh em nhé, nhưng mà nó chỉ bị những cái vết lạn keo như thế thôi. Xoắn X như thế này. Xoắn X như thế này anh em nhé. Đó, xoắn X.
này với anh em về hạ tay thì đúng bài luôn. Carbon Whisker Park Fuji nhé anh em nhé. Gốc của nó như thế này. Đây các bạn. Cái cần này thì nó có trọng lượng là 230g. Gốc V20. Ngọn 1.3mm. Cái cần này có mã 13. 13 bán cho anh em với giá 1 triệu. Theo ở đây cũng có một cây cần ISO khoan nhỏ của hãng Shimano. Cây cần này Shimano Power Ceramic Alpha độ cứng số 1, dài 5m3. Cây cần này thì đây Shimano anh em nhé, kèm vàng đây, đường gốc của nó như thế này. Nó xoắn ích toàn thân luôn anh em nhé. Được trang bị một dàn khoan Fuji. Thì cây cần này ấy, nó bị hỏng cái đầu bu anh em nhé. Đấy, nó hỏng cái đầu bu như thế này này. Đấy, nó hỏng cái đầu bu. Thì mai em sẽ thay cho anh em một cái đầu bu khác. Nó xoắn ích này anh em này, xoắn ích này trên này nó có định vị luôn anh em nhá, có định vị luôn. Này về hạ ở cần tay thì hết bài luôn. Đây nó cũng định vị nóng này, định vị nóng này, định vị nóng, định vị khoen toàn diện luôn anh em nhá. Định vị này, xoắn ích toàn thân, định vị nóng, định vị khoen luôn. Mình rất tiếc là nó hơi xấu. Này về bán phôi cho anh em hạ tay. Cái cần này thì có nặng là 200g. Gốc phi 19. Ngọn 0.9mm. Cũng giá 1 triệu luôn anh em nhé. Mã 14. Tiếp theo mã 15. 15 thì ở đây em có là một cây cần cũng ISO khoan nhỏ nhưng mà dạng hàng hiếm luôn anh em nhé. Đấy, hàng hiếm có khó tìm luôn. Cây cần này thì cái này nó có vĩnh băng keo này. Đấy, cần này còn hầu như là còn mới tinh anh em nhé. Độ cứng số 2, dài 7.2m. Này mà hại cần tay mà đánh săn hàng thì đấy, Techstart ISO. Cần của hãng Olympic nha anh em nhé. Cần của hãng Olympic. Được trang bị nguyên một dàn khoen Fuji Six như thế này. Đấy, nguyên dàn khoen Fuji Six luôn anh em. Cái này là nó ở cái nắp chụp nó có những cái bông bông bên trên ấy mà nó sau thời gian bị oxy hóa nó bị bông, nó bị tan ra nên là nó dính vào đấy. Zin nguyên bản luôn anh em nhé, còn rất là đẹp. Đẹp lắm, mới tinh. Mới tinh luôn anh em nhé, dài 7.2m. Này anh em nào về hại cần tay đánh rìa giò ngoài gành cũng chuẩn bài luôn, nó phải cứng tầm khoảng 5-6H. Cái gần này có trọng lượng là 320g. Gốc phi 21. Ngọn 1.4mm. Cái cần này mã 15. Thì em bán cho anh em với giá là 1.700.000 nha anh em nhé. Tiếp theo ở đây em có là một cây cần của hãng Yamakasu, độ cứng 3m6, dài 3m6, 4m2. Thì cái cần này thì nó cứng thân nha anh em nhá. Đấy, nó cứng thân, mềm ngọn. Đấy, bát titanium như thế này. Đấy, Fuji titanium. Thì rất tiếc là cái đầu bu của nó ấy, nó bị hỏng mấy em đã thay rồi nha anh em nhá. Đấy, ngọn của nó như này và nó sơn những cái màu như thế này nhìn rất khó chịu. Anh em về có thể tẩy luôn đi. Đọt nó đọt nóng phụ. Định vị luôn này, có định vị này. Nó cũng định vị nóng luôn này. Lần. Đấy, định vị luôn anh em nhá. Yamakasu. Cái gần này nó xấu nha anh em nhá. Đấy, nó xấu, tổng thể ngoại hình là nó xấu.
Gamakatsu Multiplex dài 3642, nó có hai chế độ. Quen là quen full six, bị nai một cái quen như thế này anh em nhé. Bình thường thì cây cần này thì nếu mà zin đẹp nó phải dường 2,5-3 triệu. Cây cần này thì nó có trọng lượng là 150 gram, gốc 21, ngọn 0.8. Cái cần này thì mai em sẽ lau chùi sạch sẽ lên cho em nhé, nếu mà anh em mua. Đấy, cái cần này thì em bán với giá là 1 triệu, mã 16. Tiếp theo ở đây em có một cây cần ISO của hãng Ryobi Ekushima, độ cứng số 1, dài 4,5 m anh em nhé, còn rất là đẹp luôn. Đấy, còn rất là đẹp luôn anh em nhé, mới tinh. Quen là quen Fuji, pad Fuji. Cây cần này ấy, thì chuyên dành để cho anh em câu cá chép, cá cháp anh em nhé. Đấy, anh em có thể chơi cái bài mà không phao, đánh không phao, cảm nhận ở đầu cần này, dạng đánh như kiểu là Akada ấy. Còn rất là mới luôn, hầu như là chưa qua sử dụng, cực kỳ mới. Ekushima SS Pad GFS 6, Fuji FS6 mới lắm nha em nhé. Trong lượng cái gần này là 140 gram, gốc phi 20, gốc chỗ to nhất anh em nhé, ngọn 0.8 mm, mã số 17, 600.000. Đấy, tiếp theo thì ở đây thì em báo có 3 cái gần lua. Đầu tiên thì ở đây em có là một cây cần 3 khúc như thế này. Đấy, cây cần này thì được trang bị nguyên một dàn khoen full six và nguyên zin, chưa spa chỉnh sửa gì nhé anh em nhé. Đấy, nguyên một dàn khoen full six 3 chân như thế này. Anh em để ý nhá, đây không phải là khoen Fuji Titan đời ấy nhá. Khoen Fuji Titan ấy thì nó của cái đời này nó màu trắng, còn cái này là vẫn là chân hợp kim anh em nhá, chứ không phải chân full six. Cây này là cây Shimano Satisort. Dài 2,8 m, độ cứng M. Cái cần này thì tải dây từ, nếu như mà dây ni lông của dây cước đấy, là sức tải dây, là giải tải dây của khoen này anh em nhé, chứ không phải là sức chịu tải cá đâu. Đấy, từ 8-20 dB, P từ 0.8-3. Cái cần này thì nua từ 7-42 gram, anh em có thể đánh nháy thật này, nua gành này, dài 2,8 m 3 khúc, tải mồi từ 7-42 gram, mã cốt cây này do Trung Quốc sản xuất anh em nhé, Shimano của Trung Quốc sản xuất. Nó về nó xước, chưa sửa ba thì sửa gì đâu. Trong lượng 250 gram. Ngọn 1.7 mm anh em nhé. Đấy, 1.7 mm. Cái cần này có mã số 18, 1.500.000. Tiếp theo 19 thì ở đây em có là một cây cần của hãng Myzot Grab. Đấy, này. Cái cần này thì khi mà giá mới tại thị trường Việt Nam nhá, mà không hộp nhá, chỉ có túi thôi, là 4,5 triệu. Còn nếu như mà ở thị trường Nhật mà cả hộp cả túi đầy đủ ấy là 6 triệu. Nó được trang bị một dàn khoen Fuji KW6 như thế này. Đấy, KW6 như thế này. Đấy, cây cần này thì nó có chiều dài là 3,05 m, được cứng MH, chuyên dành để cho anh em đánh nóc rừng, đánh gành nhái thật, rồi nói chung là tải được tất cả mọi loại nha anh em nhá. Đấy, này thì nó cũng có vết ố chân khoen như thế này. Đấy, cái ổ chân khoen do người Nhật họ đánh biển. Sọt dịch gình. Cái cần này thì nó có thông số như sau, nua mắc đẹp nhất là 60 gram nhá anh em nhá. Tải mắc là 80 gram. P từ 1-3. Bền anh là bền anh nano carbon. Đấy, nano carbon anh em nhá. Cái cần này thì nó có trọng lượng là 280 gram. Đường kính ngọn là 2.7 mm. Mã số
19 thì bán anh em cây này với giá là 2.300.000 anh em nhé, 2.300.000. Tiếp theo 20 thì ở đây em có cũng là một cây cần của hãng Myrod Club, thì nó được một trang bị một dàn khoen Fuji xích bướm như thế này. Đấy, Fuji xích bướm nha anh em nhé. Đấy. Myrod Club Jazz dài là 2m88, được cứng hắc anh em nhé. Cái cần này nua mắc là 80g, pe mắc là 3.5, dòng là dòng Soxy King. Bù của nó rất là to luôn, được cứng hắc, chuyên dành để các em đánh nóc thật, nóc rừng đây. Đấy, cây gần này thì nó còn nguyên cả túi luôn anh em nhé, nó còn nguyên cả túi. Trọng lượng 250g, siêu nhẹ luôn. Đúng hát như thế là quá là nhẹ luôn. Đọt 2.3mm. Đấy, mã số 20 anh em nhé, 20, 2.500.000. Đấy, anh em cần loại nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0945629282 nha anh em nhé. Chào anh em, chúc anh em có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.